Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý. Hoa Kỳ muốn Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm trước TPP. Hoa Kỳ phát động chương trình Thành phố Kết Nghĩa để giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai. Kính thưa quý khán thính giả, nhà bất đồng chính kiến Lê Thị Phương Anh vừa mãn hạn 12 tháng tù và được trở về với gia đình vào sáng hôm nay 15 tháng 5. Ngay sau khi ra khỏi nhà giam, chị Phương Anh cho Đài Á Châu Tự Do biết cảm xúc của mình. Thưa em là em sẽ có một nắm đồ cho anh, nắm quả kính khủng. Em không điện mỏi, thôi nha, em hãy với em điện mỏi cho anh, nhưng đồ cho anh thì là quả kính khủng. Thế để bây giờ em được mọi người đón chào khi mình sẽ trở về thì sẽ em đến. Em rất cảm động và rất hạnh phúc. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã được rất nhiều. Xin được nhắc lại, ngày 14 tháng 5 năm 2014, khi khu công nghiệp Biên Hòa nổ ra các vụ biểu tình với những cuộc bạo động do công nhân làm việc trong các công ty Đài Loan và Trung Quốc chống lại giàn khoan HD981 của Trung Quốc, chị Lê Thị Phương Anh và hai người bạn là anh Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung bị bắt sau khi tới khu công nghiệp để chụp ảnh và quan sát. Sau đó, cả ba đã bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân và bị tuyên án tù. Hoa Kỳ muốn Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm trong những tuần lễ sắp tới khi mà Quốc hội Hoa Kỳ cân nhắc về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski nói với báo giới như vừa nêu vào ngày hôm qua thứ Sáu 15 tháng 5. Theo lời của ông thì Hoa Kỳ muốn thấy mọi chuyện chuyển động trong đúng hướng tại Việt Nam, chứ không phải chệch hướng. Ông này nói thêm là hiện nay Việt Nam đang giam tù hơn 100 tù nhân lương tâm, con số này có giảm so với 160 người trong năm 2013. Ông cũng vừa qua dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ đến Hà Nội tham dự đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 19 diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Trước cuộc đối thoại, ông có gặp đại diện của một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Chương trình Thành phố Kết Nghĩa với Việt Nam để ứng phó thiên tai vừa được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID và Tổ chức Đối tác Peace Wins America khởi động. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết chương trình này kéo dài trong 3 năm với sự tham dự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của doanh nghiệp và đẩy mạnh hợp tác công tư. Thành phố Hải Phòng của Việt Nam tham gia phối hợp trong chương trình này. Chương trình bắt đầu trong tháng 5 này với các khóa đào tạo về duy trì hoạt động kinh doanh liên tục cho 10 doanh nghiệp thí điểm được chọn trước. Ông Joaquin Parker, Giám đốc USA Việt Nam nói rằng Hải Phòng, giống như các thành phố ven biển khác của Việt Nam, đứng trước nguy cơ nước biển dâng cao và bão tố ngày càng nhiều, khiến cho nhiều doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về kinh doanh, về cơ sở hạ tầng và đe dọa đến an toàn của nhân viên. Chính phủ Myanmar hôm qua quyết định cho gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 90 ngày nữa tại vùng biến động khô khan mạn Bắc giáp giới Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar, Trung tướng Wai Nguyen, việc duy trì sự kiểm soát của quân đội tại vùng khô khan là biện pháp cần thiết để bảo đảm mối quan hệ qua biên giới. Từ tháng 2, tình trạng khẩn cấp được ban hành tại vùng khô khan Bang Sai khi giao tranh nổ ra giữa quân đội Myanmar với nhóm vũ trang thiểu số người Hoa nơi đây. Khu vực vùng biên giới rơi vào bất ổn với hàng ngàn người bỏ đi lánh nạn mà phần lớn chạy qua Trung Quốc. Trong khi đó, đạn pháo từ vùng Khô Khan của Myanmar bay sang phần đất Trung Quốc bên kia biên giới thuộc tỉnh Vân Nam, khiến cho 5 người bị thương. Đây là vụ việc mới nhất tại khu vực biên giới Myanmar và Trung Quốc. Trang mạng của Nhân dân Nhật báo ở Trung Quốc loan tin 5 người, gồm 1 người Hoa và 4 người Miến bị thương. Trong số này có 2 người bị thương nặng. Trước đó, hồi tháng 3, chính quyền địa phương tỉnh Vân Nam của Trung Quốc phản đối dữ dội khi có 5 người chết vì bom bay lạc qua đất Trung Quốc khi quân đội Miến đụng độ với nhóm sắc tộc thiểu số gốc Hoa ở Khô Khan trên đất Miến. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi và Trân Như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.